xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Chúa luôn đường lối Chúa chính trực bền tâm dõi bước, nhiều công sức nay người được hướng thánh nhang, ngàn muôn phúc nồng hạnh phúc dâng tràn. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con đời sống chúng con. Tay trong tay bước vào nhà Chúa, tìm tròn đôi đôi tròn mối tình, tròn mối tình xin vào dâng lại một ngày vui. Trong tay lời dâng chiều nay, trong tháng ngày cánh chim cùng bay, đường trần ai dù bao đắng cay, đứng trong đời có nhau ở đây. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôn nhân Kitô giáo là một bí tích mà Thiên Chúa đã tác hợp giữa một người nam và một người nữ trong tình yêu thương nhau để trở thành vợ chồng và chung sống với nhau trọn đời trong đời sống yêu thương và làm chứng cho Chúa Kitô trong đời sống yêu thương của mình qua đời sống yêu thương nhau, yêu thương con cái, yêu thương mọi người, trung thành với Chúa, trung thành với Hội Thánh và trung thành với nhau trong đời sống hôn nhân. Hôm nay chúng ta hân hoan cùng với anh Vi Sơn Nguyễn Đức Cảnh và chị Maria Nguyễn Thị Yến Nhi đến trước bàn thờ Chúa để cử hành bí tích hôn phối. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị được trung thành với nhau trong đời sống hôn nhân, chu toàn bổn phận của mình trong bậc sống gia đình của mình
để trở thành gia đình gương mẫu thánh thiện cho giáo xứ, trong giáo xứ chúng ta. Với tâm tình đó, chúng ta nhìn nhận con người tội lỗi yếu hèn của mình, xin Chúa thanh tẩy và thứ tha tội lỗi cho mỗi người chúng ta để chúng ta xứng đáng gánh mầu nhiệm thánh hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin ơn bà Maria trong đời đồng sinh, cảm Thiên Thần, cảm Thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước toàn Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa đã dùng vi tinh thật cao ca mà thanh hoa sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân Chúa bao trước mầu nhiệm Chúa Kitô và hội thánh. Chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây biên lấy việc làm thể hiện điều họ nhận thức được qua đức tin
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiện dẫn với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách huấn ca: Phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi. Vợ đảm đang làm vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua trong bình an. Vợ hiền là vận may ban cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay việc làm việc nghĩa. Dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn khoan khoái, nét mặt ông luôn hớn hở. Duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ, tài quán xuyến của nàng không cho ông no đủ. Vợ thông minh và ít nói là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời, người tiết hạnh thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian thế nào, vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy. Đó là lời Chúa. Chúa ủng hộ chúng ta thì ai có thể chống lại chúng ta? Ngài không buông tha chính con mình,
nhưng đã trao nộp con vì tất cả chúng ta, thì lẽ nào Ngài lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của Ngài sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Thiên Chúa chọn? Không lẽ Thiên Chúa, đấng làm cho nên công chính, ai sẽ là người kết án? Phải chăng Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang chuyển cầu cho chúng ta? Đó là lời Chúa. Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến tôi và bà? Giờ tôi chưa đến. Mẹ Người nói với những người giúp việc: Người bảo gì, các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái. Mỗi chung đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ hãy đổ nước đầy các chung, và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thứ nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân nương lại và nói: ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilê và đã tỏ vinh quang của Người cho các môn đệ. Các môn đệ đã tin Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Người khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôn nhân đã được Kinh Thánh đề cập tới ngay từ cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh, đó là cuốn sách Sáng Thế, hay còn gọi là sách Khởi Nguyên. Rồi cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh cũng là cuốn sách nói về hôn nhân, đó là sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người chúng ta giống hình ảnh Thiên Chúa, và được Thiên Chúa mời gọi yêu thương, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Vậy tình yêu
của đôi vợ chồng đó là phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng con người chúng ta là nam, là nữ, và người nam, người nữ được Thiên Chúa tạo dựng đó là quà tặng mà Thiên Chúa tặng cho nhau. Thiên Chúa tặng cho Adam, Eva, người nữ. Chính vì vậy mà Adam đã thốt lên khi Chúa dẫn Eva đến, và Adam đã nói rằng: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Rồi người nam đã lìa cha mẹ và gắn bó với nhau, và cả hai đã trở thành một xương một thịt. Như vậy Thiên Chúa đã tác hợp người nam và người nữ lên một, không còn là hai nữa. Có nghĩa là không phải là hai người là không còn là mình nữa, mình vẫn là mình. Nhưng mà ở nên một ở đây có nghĩa là nên một trong tình yêu, nên một trong mái ấm của một gia đình, cùng chung một mâm, cùng ở một mái nhà, sống chết có nhau, chung lưng đấu cật để xây dựng cái cuộc sống hạnh phúc gia đình của mình trong tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mình, cái món quà mà mình phải là gìn giữ. Vậy khi hai người nam nữ yêu thương nhau và quyết định là thiết lập giao ước hôn nhân với nhau để sống trọn đời, đây là công việc tốt lành mà đã được Thiên Chúa chúc phúc ngay từ đầu. Nên Chúa Giêsu đã nói với những người Pha-ri-siêu rằng: sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Như vậy, trước hết chúng ta biết rằng hôn nhân là do Thiên Chúa tác hợp, là do ý định của Thiên Chúa, đồng thời cũng là cái sự tự do của các anh chị là yêu thương nhau, chọn nhau để sống với nhau là hạnh phúc, xây dựng hạnh phúc trong suốt cuộc đời của mình. Rồi khi bước vào đời sống hôn nhân thì người ta nói rằng là hoa hồng thì cũng có gai. Có nghĩa là đi bước vào trong cuộc sống hôn nhân thì không phải lúc nào cũng là tốt đẹp. Khi các anh chị về chung sống với nhau thì mới thấy rằng là con người của mỗi người chúng ta chưa hoàn thiện. Nên Chúa mời gọi chúng ta nên hoàn thiện. Hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Vậy để được nên hoàn thiện thì các anh chị hàng ngày phải cầu nguyện để sống đẹp lòng Chúa, phải cầu nguyện để rồi mình là đón nhận nhau. Đón nhận nhau không phải là chỉ đón nhận những cái gì là tốt, bởi vì chúng ta chưa hoàn thiện nên là cần hai người phải hoàn thiện cho nhau. Đó là biết tôn trọng nhau, biết kính trọng nhau. Chồng kính trọng vợ, vợ kính trọng chồng. Bởi vì là hai người có cùng một phẩm giá như nhau, nên là phải có sự kính trọng nhau, tôn trọng nhau. Rồi khi đón nhận nhau, cưới nhau về, phải đón nhận cả những điểm tốt,
và cả những điểm xấu của nhau nữa, bởi vì mình chưa hoàn thiện. Và muốn nên hoàn thiện thì mình phải lắng nghe lời Chúa, rồi lắng nghe nhau. Những cái sửa lỗi cho nhau là rất quan trọng. Biết lắng nghe nhau, sửa lỗi cho nhau rất là quan trọng trong cái đời sống chung. Nếu mà vợ chồng không biết lắng nghe nhau, không biết sửa lỗi cho nhau, rồi cái tôi của mình nó to, to, không nghe ai cả, không ai nghe bố mẹ sửa dạy, khuyên bảo, anh chị em trong gia đình sửa dạy, khuyên bảo, không nghe, cứ ý mình, như vậy nó là tội lỗi mà nó gây ra những bất hòa trong gia đình. Còn nếu biết nghe nhau, sửa lỗi cho nhau, tôn trọng nhau thì gia đình sẽ ấm êm, hạnh phúc, bởi vì hai người đã biết đón nhận nhau, biết thông cảm với nhau. Nên Thánh Phaolô đã dạy các người vợ chồng: hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Đức Kitô là mẫu mực cho cái đời sống hôn nhân trong các gia đình, bởi vì Đức Giêsu Ngài đã yêu thương chúng ta, Ngài đã tự hiến mình trên thập giá để đền tội chúng ta, vì yêu thương chúng ta. Nên chúng ta nhìn đến thập giá của Chúa Kitô thì chúng ta cũng nhìn vào đời sống gia đình của mình. Khi gánh vác công việc gia đình thì phải vất vả, vất vả do công ăn việc làm, vất vả khi ốm đau bệnh tật. Trong gia đình có một người ốm đau bệnh tật, chúng ta phải hy sinh bỏ công việc, gác lại tất cả công việc rồi để săn sóc cái người ốm đau. Trong gia đình, vợ chồng yêu thương nhau. Có người vợ này, cáo cha xứ: thưa cha, anh ấy ốm thì con chăm sóc thuốc thang rồi cơm cháo đến nơi đến chốn, con ốm thì như không. Không, ông chồng đấy ác quá, thấy không? Vợ thì yêu thương săn sóc như vậy, chồng vợ ốm thì chồng như không. Không đấy, thiếu yêu thương, thiếu quan tâm, thiếu săn sóc với nhau, nên là nó gây nên những cái bất hòa. Rồi nếu mà không biết tha thứ, nên là Thánh Phaolô là nói rằng là trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc. Đó, cái mối dây ràng buộc đó, cái trong cái đời sống vợ chồng, xây dựng cái đức yêu thương trong cái đời sống gia đình của mình, để rồi gia đình của mình với hạnh phúc được, yêu thương, tha thứ cho nhau trong cuộc sống, bởi vì ai cũng có những lúc lỗi lầm, rồi có khi hiểu lầm nhau nữa, hiểu lầm nhau, rồi gây nên những bất hòa trong gia đình. Nên vợ chồng tin tưởng nhau, rồi xây dựng cái đời sống là tin tưởng nhau rồi, thì gia đình cũng sẽ là hạnh phúc. Xây dựng hạnh phúc là cũng là xây dựng sự tin tưởng nhau trong cái đời sống hôn nhân gia đình của mình. Vì nhiều là vợ chồng không còn tin tưởng nhau, nghi ngờ nhau về điểm này, về điểm khác, để rồi gây nên những cái bất hòa trong gia đình của mình. Rồi khi bước vào đời sống gia đình, gánh nặng của cuộc đời nơi con cái sinh thành, dưỡng dục, nuôi dưỡng con cái cũng rất là vất vả. Nên là đây là trách nhiệm của cả vợ, cả chồng, chứ không phải là người chồng không có trách nhiệm gì đối với
vợ con đối với con cái như vậy là vô trách nhiệm, rồi người vợ cũng vậy, nên là hai người đều chịu trách nhiệm như nhau, kể cả trong công việc là làm kinh tế cũng như là sinh sản, giáo dục con cái. Nhất là chúng ta giáo dục về đời sống đức tin, bởi vì khi chúng ta xây dựng một con người là hoàn thiện, là chúng ta chỉ không chỉ là chăm lo cho con mình ăn uống đầy đủ, học hành đầy đủ. Ngày hôm nay nhiều gia đình là rất quan tâm đến con cái được ăn học đến nơi đến chốn, nhưng mà cái quan trọng nhất thì lại không quan tâm, đó là đời sống đức tin. Chúa bảo được lời nãi cả thế gian, mất linh hồn nào được ích gì. Nên các gia đình chú trọng về việc truyền đạt đức tin trong gia đình của cha mẹ. Dạy cho con biết làm dấu, dạy cho con biết đọc kinh lạy cha, dạy cho con biết đọc kinh kính mừng, biết về Chúa, về Đức Mẹ. Cái đấy chẳng ai thay thế cho cha mẹ đâu. Cha mẹ phải là giáo dục con cái mình ngay từ nhỏ, từ tấm bé. Khi con cái 2-3 tuổi là các con cái nó có trí khôn rồi, nó nhận thức rồi, nên là phải giáo dục đức tin ngay từ nhỏ. Uốn cây thì uống từ nhỏ. Rồi ngày hôm nay khoa học phát triển, rồi các bà mẹ mang bầu là còn cho con nghe nhạc. Nhất là các bà bây giờ ru con, ngày xưa có những bài hát ru con, bây giờ các bà có còn hát ru con nữa không? Hay là cho con nghe nhạc, hay là cho con ru con bằng là điện thoại, các cái đồ chơi nguy hiểm. Nhiều em ngày hôm nay là bị đơ cho tiếp xúc với cái điện thoại sớm quá, nên là ở một số các nước ngày hôm nay cấm các em ở các trường tiểu học không được dùng điện thoại, các vi tính, các thứ, bởi các em còn nhỏ, nó ảnh hưởng đến học tập của các em. Nên là một số các nước ngày hôm nay đã nhận ra cái nguy hiểm rồi, cái nguy hiểm của dùng điện thoại thông minh từ nhỏ làm cho các em bị đơ rồi chậm. Ngày hôm nay nhiều em chậm biết nói, suốt ngày nó dán mắt vào điện thoại, không biết cái người xung quanh là ai cả. Có thằng bé, cha đến nhà hỏi tên con là gì, nó bảo tên con là người nhện. Nó xem phim người nhện, nó bảo nó là người nhện, không biết tên là mình là gì nữa, thấy không? Thì chúng ta thấy đó. Rồi nhiều em là chơi game không học nữa, mãi chơi không học nữa đấy. Nên là cái việc giáo dục của cái bám sát của cha mẹ rất quan trọng, để tập trung cho các em nó vào theo lứa tuổi để nó học. Tuổi của trẻ nhỏ được học là chúng ta phải cho con cháu học, tức là giáo dục trong đời sống đức tin, đưa con em đến nhà thờ, đưa con em đến trước bàn thờ Chúa, đưa con em đến các lớp giáo lý để các em học đầy đủ. Đấy là chúng ta thi hành cái chức vụ của mình là người cha, người mẹ, săn sóc con cái, không những về đời sống tinh thần, đời sống văn hóa, đời sống vật chất, đời sống tâm linh. Và chúng ta phải giáo dục con cái của chúng ta. Và trước hết thì cha mẹ phải giáo dục mình. Mình trưởng thành, cha mẹ trưởng thành bao nhiêu thì con cái được hưởng cái sự tốt lành của cha mẹ. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Các cụ không bảo là để tiền của, để đất đai, mà các cụ dạy cho chúng ta phải để đức cho con.
con mình mà thất đức thì nó có những lúc nó ăn chơi, nghiện ngập, nó đuổi cả cha mẹ ra khỏi nhà. Nó đưa sổ đỏ nó đi cắm rồi, đúng không? Đánh cờ, đánh bạc, nó đưa sổ đỏ nó đi cắm rồi thì nó đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Không để đức cho con thì vậy thôi. Đấy, nên là cái nguy hiểm của xã hội ngày hôm nay nó cũng ảnh hưởng. Nên là chúng ta phải tỉnh thức trước những vấn đề mà chúng ta đang phải đối diện trong gia đình. Để làm sao cho gia đình chúng ta được hạnh phúc, được bình an. Vậy hôm nay, tin mừng mà chúng ta vừa nghe, gia đình bạn trẻ trong ngày cưới thiếu rượu và có sự hiện diện của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ, của các tông đồ đã làm cho gia đình đó được hạnh phúc, bởi vì Chúa đã thực hiện dấu lạ đầu tiên qua lời cầu bầu của Đức Mẹ. Đức Mẹ luôn luôn quan sát, biết mỗi gia đình chúng ta cần gì, thiếu gì. Nên là trong chuẩn bị chúng ta bước sang tháng 10, tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, đừng gia đình nào bỏ đọc kinh gia đình. Rồi chúng ta đọc kinh liên gia, các gia đình chúng ta là đến nhau, cùng nhau đọc kinh Lần Hạt Mân Côi, lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện cho các gia đình chúng ta được bình an, cầu nguyện cho con em của chúng ta được giữ đạo Thánh Chúa cho nên, trong giáo xứ của chúng ta được bình an. Khi có Chúa, có Đức Mẹ hiện diện trong gia đình của mình, ở với gia đình của mình, ở đâu có Chúa thì ở đó có, ở đâu có tình yêu thì ở đó có Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Và Chúa cũng mời gọi các anh chị hãy trở thành chứng nhân tình yêu trong gia đình của mình, khi anh chị trung thành với nhau cho đến trọn đời. Đó chính là chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa trong cái đời sống hôn nhân gia đình của mình, khi chúng ta yêu thương nhau, trung thành với nhau đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời của mình. Vậy chúng ta cầu xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, xin Chúa chúc phúc lành cho gia đình mới này được hạnh phúc, bình an và trở thành gia đình thánh thiện, gương mẫu cho cộng đoàn cũng như cho những người xung quanh, để chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa trong bậc sống hôn nhân gia đình của mình. Giờ đây mời hai anh chị và hai người làm chứng tiến lên. Các con thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh cho hỏi các con về ý định của các con. Anh Vinh Sơn Nguyễn Đức Cảnh và chị Maria Nguyễn Thị Yến Nhi, các con đến đây kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh.
Anh Vinh Sơn Nguyễn Đức Cảnh nhận em Maria Nguyễn Thị Yến Nhi làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để giữ lòng yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nguyễn Thị Yến Nhi, nhận anh Vinh Sơn Nguyễn Đức Cảnh làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuân đổ phúc lành của Người trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chung tùng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Nguyễn Thị Yến Nhi, xin hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Vinh Sơn Nguyễn Đức Cảnh, xin hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cùng đoàn chúng ta chúc mừng đôi tân hôn hôm nay. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Trong ý định tạo dựng, Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân gia đình. Hôm nay, chia vui với anh chị vừa thành hôn, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và cầu xin. Gia đình Kitô giáo là niềm hy vọng cho thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho gia đình Kitô giáo tích cực thực hành lời Chúa để gia đình thành dấu chỉ của tình yêu thương và sự hiện diện của Chúa trong thế giới hôm nay. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con cái là mùa xuân của gia đình và hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ biết tích cực giáo dục con cháu trong đức tin và đức mến để chúng trở nên những người con ngoan cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người bảo gì các con cứ mà làm như vậy. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, chúng con cùng cầu xin Chúa cho đôi tân hôn hôm nay luôn được trung thành yêu thương và nâng đỡ nhau để trở nên dấu chỉ của tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho gia đình hai họ và các thân hữu luôn đồng hành, nâng đỡ anh chị vừa thành hôn để góp phần thanh hoa tình yêu và bảo vệ sự tin chung của họ. Xin Chúa nhận lời. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, trong ý định yêu thương cứu độ của Chúa, Chúa đã thiết lập và tái tạo đời sống các gia đình. Xin Chúa lắng nghe lời con cái nguyện cầu mà tuân đổ muôn ơn lành cho đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
lúa đơm bông đơm chỉ một lần, nho kết trái chỉ hai mùa nho. Tình yêu là ân huệ muôn đời, tình yêu là ân huệ muôn đời. Chúa trời làm tươi nở giữa đời ngàn hương hoa. Xin dâng lên, xin dâng lên cuộc đời cùng mỗi tình đèn sinh mãi. Dâng cha hoa mộng một đời, dâng lặng mời mở nối ngày mai. Tình yêu làm sáng cuộc sống này, tình yêu làm sáng cuộc sống này. Tháng ngày tình chung thủy sáng ngời nhờ ơn cha. Xin dâng lên cuộc đời cùng mỗi tình đèn sinh mãi mãi. Trên đường có đôi bên nhau khắp nơi, muôn đời duyên mãi thắm tươi. Chị em hãy cầu nguyện đây. Hy lạy của tôi cũng là có anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa chấp nhận của lạy chúng con dâng để cầu cho lề luật thanh thiền của hôn nhân, và xin Chúa tấn tình san sóc cũng công cuộc chinh Chúa đa khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng ngự. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ai và môi giây bình an không thể thao gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trăng của đời sống vợ chồng làm tăng số căn nghĩa từ của Chúa. Này Chúa, do sự khoan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa đỉnh lệ nôi cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh san để điểm tô thế giới, và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông xô. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tụng hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con
mình và mẫu nưng Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từng nguyện lục mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì lại là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thân ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đấng Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giao Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tôma giao phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là anh Vinh Sơn Cảnh và chị Maria Yến Nhi, mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn hôm nay. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ấy thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các anh tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa ưu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con,
xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản này xin Chúa nhân từ, tuân đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa nên kết bằng giao ước thánh, bằng bí tích mình và máu thánh Chúa Kitô được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người dung hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên con người cho người nam một trợ tá bất kha phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiên lập cho nên một. Nay Chúa, Chúa dùng mầu nhiệm cao ca mà thanh hiên sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân Chúa bao trước bi tích của Đức Kitô và hội thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiên lập nút khởi đầu này được hưởng phúc lành là phúc lành duy nhân, đã không bị hình phạt do tội nguyên tố nên ban an đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đang liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ của Chúa được ơn biết sống yêu thương thuần hòa, luôn noi gương các thánh nữ đã được tán dương trong Thánh Kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương hội thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng các huân lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhân với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, nhờ sức mạnh tin mừng cung cô, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái trao chát, và sau cùng khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Nên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúng cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng gian Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành lạnh.
Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu. Yêu không là ngó nhau, nhưng là ngước cao cùng nhìn về bên mai sau. Yêu xin đừng dối gian, xin đừng trái ngang, dù lắm lo toan xin đừng ly tan. Yêu ta cùng ngước cao dẫu ngàn khổ đau, một lần xin hứa trọn đời thủy chung. Lắm xót xa xin tình bao la, nhưng khi ngày tối đen, khi đời tối đen, bằng tình yêu mến mến yêu, xin cho tình sáng lên, cho đời nắng lên, ngày tháng ấm êm khi đời buồn tênh. Yêu ta cùng ngước cao dẫu ngàn khổ đau, một lần xin hứa trọn đời thủy cho người mình yêu. Yêu không là ngó nhau, nhưng là ngước cao cùng nhìn về bên mai sau. Yêu xin đừng dối gian, xin đừng trái ngang, dù lắm lo toan xin đừng ly tan. Cùng ngước cao dẫu ngàn khổ đau, một lần xin hứa trọn đời thủy. Khi ngày tháng qua vẫn thiết tha, dù lắm xót xa xin tình bao la, nhưng khi ngày tối đen, khi đời tối đen, bằng tình yêu mến mến yêu, xin cho tình sáng lên, cho đời nắng lên,
tháng ấm êm khi đời buồn tơi. Yêu ta cùng ngước cao dẫu ngàn khổ đau, một lần xin hứa trọn đời thủy ta dâng lời cầu nguyện. Này Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiền theo dõi những đình chế Chúa đã quan phòng thiên lập, để những người Chúa đã cho nên kết thành một cộng đoàn thánh thiền. Xin đô bồi dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu y hợp trong một tình yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu, gìn giữ các con hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn và đón tiếp các con vào lâu đài vinh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Trọng kính Cha xứ, Giáo xứ Đền Thánh, kính thưa quý Thầy, quý dì, quý chức, quý ban ngành cùng quý cộng đoàn, thật vinh dự cho hai gia đình chúng con hôm nay có hai con khôn lớn, trưởng thành, yêu thương nhau, đã được Cha xứ, quý Thầy, quý dì hướng dẫn dạy bảo giáo lý hôn nhân cho hai con của chúng con bước vào đời sống gia đình. Và hôm nay hai con được đến trước bàn thờ Chúa, được lãnh nhận bí tích hôn phối, trở thành gia đình mới của giáo hội. Con xin thay mặt cho hai gia đình cùng hai con xin tạ ơn Chúa. Cảm ơn Cha xứ, quý Thầy, quý dì, quý chức, quý ban ngành cùng cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho hai con của chúng con. Con xin thay mặt cho hai gia đình xin chân thành cảm ơn. Cộng đoàn, chúng ta đứng kết thúc thánh lễ. Lạy xong, chúng anh chị em ra đi bình an. Trước tâm tôi cao, hứa yêu nhau, trao cầu thề, chung sống trọn đời.
dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người ban đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ uy an, sát son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.